Chào các bạn nhé. Giới thiệu các bạn một cái mẫu kéo mới. Đây là cái kéo điện nhé. Đây là cái mẫu kéo điện Kabushi. Kabushi Nhật nhé. Cái này hàng chính hãng luôn nhé. Đây là hàng chính hãng, chúng ta nhìn nó khác đúng không? Nó khôn hơn nhiều. Thì đây là một cái kéo cắt công suất lớn. Thì cái này là nó đến công suất của nó là 600W nhé. Pin thiết kế là 602A. Nó cắt ở những cành to khoảng độ 3 phân 30mm các bạn. Đây này. Trước mắt cho các bạn xem cái thiết kế. Thì đây là cái hộp đi theo thì sẽ có cục sạc này, một viên pin, đây một viên đá mài, lại cái dụng cụ tháo lắp, dụng cụ tháo lắp nữa nhé. Đây nữa, có lục giác này, lục giác và cái dụng cụ tháo lắp kia. Đây hai viên pin nhé, một viên pin, hai viên pin theo máy luôn. Đây. Để chúng ta có thể trong cái lúc cắt thì các bạn có thể sạc. Khi lắp pin và chúng ta nháy, cách sử dụng là khi lắp pin vào thì chúng ta nháy hai lần ở đây. Đó, nháy hai lần ở đây thì mới cắt được nhé. Và xong một cái thời gian nhất định nào đấy thì nó sẽ không hoạt động nữa để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Khi nó dừng hoạt động thì ví dụ khoảng độ 30 giây, 20 giây gì đấy, nó tít một cái là nó không hoạt động thì các bạn nháy hai lần ở đây. Thì cái này cũng có hai cắt, cũng có hai chế độ mở lưỡi. Một chế độ mở lưỡi rộng hết cỡ như thế này để cắt những cái cành to 3-4cm như này, 3cm như này, và những cái chế độ mở lưỡi nhỏ để cắt những cành nhỏ để nó tiết kiệm pin. Ví dụ các bạn tỉa cành nhỏ, các bạn sử dụng cái này, các bạn tỉa cành nhỏ thì các bạn mở lưỡi bé thôi, thì các bạn bấm cái nút này cho các bạn giữ nhé, giữ một lúc này. Đấy, nó kêu tít tít cái là nó sẽ mở cấp độ mở lưỡi nó như thế này thôi. Thì cái hành trình motor nó sẽ chạy một nửa, cho nên nó sẽ tiết kiệm pin một nửa so với chúng ta mở há hết cỡ. Nếu chúng ta muốn mở há hết cỡ thì chúng ta giữ một lúc như này, nghe tiếng bíp đó thì nó sẽ há hết cỡ như thế này nhé. Thì đối với cái máy này thì nó có cái tắt mở ở đây, ở đây là nó có cái tắt, cái công tắc tắt ở đấy, thì nếu mà các bạn tắt ở đấy là nó không hoạt động nữa nhé. Nên đây là mở này đó, sau đó chúng ta nháy liền hai cái nhé, không chúng ta như thế này là nó không cắt đâu nhé. Đấy, chúng ta nháy một cái này là mới cắt. Đây là cái mẫu kéo tầm trung, cho nên là nó cũng nặng khoảng 1kg đấy, nó cũng nặng một chút so với cái mẫu nhỏ nhé. Nếu các bạn tỉa cành cam bưởi to hoặc là chúng ta cắt những cái cành to một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái mẫu này cắt rất là khỏe nhé. Thì đây là những cái cành bưởi, đây có hai cành thì mỗi cành 2cm, hơn 2cm, và cành này hơn 3cm nhé. Mà cành này còn khô rồi nhé, thì tí nữa mình sẽ cắt cho các bạn xem. Lên quay ở đây nhé. Dạ nói đứng máy lên. Đang quay. Kệ nó đi. Kệ nó. Không che camera nhé. Quay để một cắt đây. Đây các bạn ơi, đối với những cây cành bưởi, cam bưởi hoặc bất cứ một cây khác mà to như tầm như thế này là khoảng độ 2cm chúng ta cắt khá là vất vả và cắt bằng kéo tay. Còn cái này nó cắt rất là nhẹ nhàng. Đấy. Đây nhé. Cái công tắc này là nó bằng cảm biến các bạn ạ. Ở trong này nó có cái cảm biến chứ không phải là chạm lò xo chạm gì đâu. Đó, cho nên chúng ta bấm nhẹ cái này là nó chạy rồi. Mà không bấm là nó cũng không chạy luôn. Đó. Đây này, chúng ta không bấm hết hành trình là nó cũng không chạy, bởi vì nó ở trong này nó có một cục nam châm, một cái cảm biến ở trong này. Đó. Nhỏ hơn, cắt nhỏ hơn. Đó. Đây là cái cành bưởi khô nhé. Cành bưởi to như thế này, khô. Đó. Cảm giác máy nặng hơn một chút thôi nhưng cắt rất là êm. Đó. Đó. Còn cái kỹ thuật cắt ấy, thì các bạn đừng có cắt thẳng cái này nhé. Kể cả chúng ta cắt kéo cầm tay, cái kỹ thuật cắt cành đối với kéo điện hoặc kéo cầm tay thì chúng ta nên cắt chéo một chút thế này thì cắt nó sẽ dễ hơn và cái lực của nó sẽ được giảm đi khá nhiều. Chúng ta cắt như thế này rất là nặng. Đó. Nên các bạn cắt như này nhưng mà cắt cành to như vậy cắt được nhé. Rất là nhanh. Đây là cái mẫu